Chào quý các bạn, trên tay mình đây là chiếc màn hình của Xiaomi Redmi K30 5G đang được chờ thay mới màn hình tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Xiaomi Redmi K30 5G lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Di động cao cấp.vn hiện có mọi loại màn hình của tất cả dòng điện thoại Xiaomi nói chung và Xiaomi K30 5G nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship màn hình của Xiaomi Redmi K30 5G đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ thay mới màn hình của Xiaomi Redmi K30 5G hàng đầu này.